Xin chào anh chị, thì em lên thêm cây Ray-Ban. Cây này hàng dùng lướt anh chị nhé, hàng dùng rồi, hàng handmade của Italy. Các cái khớp nối nó rất nhìn của hàng chuẩn, nó rất là chắc chắn. Cái này thì cả nam cả nữ đều đeo được, rất là ok anh chị nhé. Thì anh nào quan tâm thì vui lòng nhắn tin qua Zalo cho em 0902277552. Em cảm ơn.